hai con quái thú này là anh em ruột. Chúng đã kề vai sát cánh với nhau từ thời lấm lá. Cái thời ấu thơ, khi chúng được sinh ra trong một gia đình quyền năng, cha chúng là thủ lĩnh Bắc Quốc, sự cai trị của ông ta trải dày đi một lãnh thổ rộng lớn. Tất nhiên, không thiếu đi tính bạo lực và tàn nhẫn. Mẹ chúng là một tay thợ săn giỏi và rất yêu thương con. Bà đã không ngừng mang về những bữa ăn thịnh soạn. Mọi kỹ năng săn bắt và đánh trận, hai anh em chúng được truyền đạt một cách tỉ mỉ. Nhưng sinh ra đều là con đực, anh em chúng thích đánh nhau hơn là đi săn. Nhưng thời gian bình yên bên gia đình cũng hết. Hai anh em chúng bị cha ruột trục xuất khỏi đảng. Người cha mà chúng luôn tự hào trở nên cục xúc lạ kỳ. Ông ta đã đuổi hai anh em chúng ra khỏi lãnh thổ của đảng. Chúng đã đi rất xa và không biết là đã qua bao năm tháng rồi. Hành trang duy nhất mà anh em chúng mang theo đó là ánh mắt đượm buồn của mẹ. Hai anh em chúng lăn lộn phủ đầy sóng gió ngoài hoang mạc cằn cỗi, hỗ trợ nhau vượt qua bao hiểm nguy trước muôn kẻ thù. Cuối cùng, anh em chúng cũng gây dựng được cho mình một gia đình mới với một lãnh thổ cai trị riêng. Hai anh em chúng sẽ cùng nhau bảo vệ tất cả thành quả này. Nhưng trên đời thì không có gì được bền lâu. Một rạn nứt âm thầm hiện lên giữa tình cảm hai anh em chúng. Một con sư tử cái đang gây ra sự bất hòa. Con sư tử cái này thuộc về ông anh, nhưng nó đang bị đứa em trai gạ gẫm một cách thô kệch. Đây là điều mà không có bất kỳ kẻ chỉ huy nào chịu được. Sư tử anh cả đang theo dõi và quyết định hành động. Nếu chậm trễ thì anh em chúng từ cộng sự sẽ trở thành kẻ thù. Một sự răn đe có chủ đích. Sự việc không bị đẩy đến mức tồi tệ, đó là sự kiềm chế hết mức và cho biết chúng vẫn còn rất yêu thương nhau. Sư tử em trai đã biết vị trí của mình trong đàn. Sư tử anh trai dẫn con sư tử cái nhẹ nhàng rời đi. Với sư tử, chúng luôn có một quy tắc đặc biệt. Không có bất kỳ ai được phép phá bỏ. Đó là không được động đến sư tử cái của anh em.